Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim trên toàn cả nước. Nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu chi tiết tới các bác là về cái mẫu mẹt đánh chim đa năng. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu mẹt này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đấy, đối với bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, về mẫu mẹt này thì khi các bác mua về sử dụng là các bác đánh được chào mào, chích chòe, họa mi, đấy, chích chòe lửa. Đấy là những cái con chim mà sử dụng đánh ở trên cái mẫu mẹt này. Mẫu mẹt này thì được thiết kế hai mặt. Đấy, hai mặt thì ưu điểm của nó thì khi các bác sử dụng đánh thì tỷ lệ nó được con chim nó sẽ cao hơn. Đấy, chim vào chiều nào cũng chết. Mẫu mẹt này đánh bằng mồi ăn. Đấy, kẹp thêm mồi thật thì các bác có thể là tham khảo sử dụng cho mình thêm con chim mồi. Đấy, các bác đặt ở bên cạnh. Đấy, đánh đấu cũng như là đánh kèm màn ăn này. Đấy, chích chòe thì các bác sử dụng là mồi sâu, mồi dế. Còn ví dụ như chào mào thì các bác sử dụng vào những cái mồi hoa quả, ví dụ như là quả chuối, quả hồng. Đấy, các bác sử dụng đánh. Mẫu mẹt này thì cái phần lưới để giữ con bổi thì được làm bằng lưới dù siêu bền nhé. Đối với lưới này thì bao cho các bác là không chạy mặt này. Và cái thứ hai nữa làm thịt vừa đủ. Đấy, khi con chim nó vào thì nó sẽ bị dính. Còn thiết kế hai mặt. Đấy thì quay trên video thì các bác có thể thấy là nhìn thì nó cũng hơi cồng kềnh để các bác xách đi. Nhưng mà đã thiết kế một kiểu là khi các bác xách đi là nó sẽ ôm được vào như thế này. Đó, ôm được vào như thế này. Đấy, rất là gọn. Đấy, về cái phần đánh chim nhỏ này thì các bác lưu ý là cái phần lò xo của nó nhé. Lò xo của nó thì nó sẽ không cần mạnh như là những cái dòng chim lớn. Đấy thì các bác chỉ cần gài như thế này. Đấy, chim hơi chạm vào đây nó đã sập rồi này. Đó, chạm đây nó sập. Đó. Đấy, bình thường nó sẽ sập như này. Đấy, cũng khá là mạnh. Và đây nó sẽ có một cái lệ khóa giữ thì con chim nó không ra được. Chào mào với cả chích chòe này các bác biết rồi. Đấy, nó rất là yếu. Đấy, khi vào thì nó sẽ bị dính. Đó, đây. Đấy, sập. Còn đánh hai mặt thì các bác dương hai mặt lên các bác đánh. Còn ví dụ địa hình không cho phép thì các bác vẫn có thể là dương một mặt lên các bác đánh như thế này. Đấy, khá là hiệu quả và mang đi thì nó đơn giản. Cái lớp mẫu này thì nó là inox nha các bác nhé. Đấy, inox thì với cái giá thành của nó thì nó sẽ đắt hơn là cái mẹt thép một chút. Đấy, giá thời điểm hiện tại bên cơ sở đang bán là 550.000 đồng, trong đó đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi. Đấy, giá của nó là sẽ cao hơn là giá mẹt thép. Đấy, nhiều bác bảo đắt nhưng mà mua thì đánh nhé. Cái thứ nhất nó hiệu quả, cái thứ hai nữa tuổi thọ theo thời gian nó cực kỳ là bền. Đấy, đâm ra là các bác cứ tham khảo kỹ lưỡng. Đấy, bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.